hai con kia có gặp nhiều hơn kia hai con kia. Ô phải dùng kéo cắt như vậy hả? Đúng rồi, em về em có một cái em cắt hai bên cái em lột cái nó ra hết. Bữa tính đi đem theo cái bộ đồ nghề ăn cua tôm luôn mà có ăn đâu. Thơm nhỉ. Coi à, không? Thơm đứng thử đi. Thì em đã đang review mà, đang review món tôm tôm tít. Nhục. You YouTuber. Hello YouTuber. Nè. Wow. Anh uống được rồi chứ. Mày thử đi Phú. Thôi. Em về nhà mới dám thử. Không hút, anh hút, không mua hả? Còn bắt anh vẫn yếu phải không? Dũng. Khởi. Quốc hết luôn Dũng. Ủa anh khoan hả? Nó cũng giống như Phú kìa. Rồi hôm này ăn đúng có một cái càng thôi mà giờ muốn chết luôn rồi. À. Khoa mày ăn nhanh quá. Có mấy con mày ăn dữ quá. Trời ơi, con mày không xong nữa. Pha mày ăn bỏ gì bỏ cái đầu vậy? Cho anh một miếng thử liếm cái đâu ha pha kệ bà nó lỡ. Ừ, anh mà trên xe la dừng lại là mấy đã chạy phải dừng vậy, lại. Vậy qua đi xe chung Phú đi. Mà có gì xe nó dừng liên tục đó. Dừng hai thằng đi chung xe. Vậy mà hai người đi hai xe nó mới đi đèo được. Không kệ thôi cứ sao làm kia nó chửi. Đúng rồi. Giống như lúc lên á. Ủa sao kỳ vậy? Tôi bóc nãy giờ tôi chưa được ăn á. Nãy giờ mới ăn thử cũng quan nè. Cái này chắc ngon. Ăn nữa không Dũng? Thôi, hello, nhường không? Không? Nó có hai thau ở trong ấy rồi. Có anh có mua tôm tít không? Có mua 3 thau. À vậy đúng rồi, giờ nãy em nói rồi nha, chia cho em đó nha. Ê mày, giờ mày về phòng, mày vô phòng đó, mày đóng cửa lại đi, rồi về nó cho mày luôn. Tối qua không còn gì nữa rồi. Ồ, tối qua làm luôn mày à? Làm từ chiều hôm qua. Ủa gì dữ à? Khuya ra mới làm, sao làm từ chiều? Chiều. Sao? À, vậy em mua núi rồi, chơi. Bởi vậy anh ra nó quay phim câu, đâu dám chơi, đâu dám ăn, đâu dám nhậu đâu. Nghĩ sao, được má hôm qua cũng hơi bị vết á, nhậu mấy cái ly rượu vào nên má. Má con. Qua anh lúc đó về chưa? Anh phải hụt chót luôn mà, anh khóc chót lắm mà. Tụi em mới rủ anh đi về làm cặp nữa mà. Nó lại có cái kéo. Làm đâu? Bên đó mình đi lên chỗ mấy thằng xe lên nữa. Làm về nhé. Ừ, ok, cái món này ngon. Qua đây chi hao mấy con cả. Kêu nãy giờ là ngon nha, chứ nãy giờ mà dở là cứ vô ăn đi, vô ăn. Mấy con xong anh nốt đi để làm phí. Có đâu. Giao là ăn. Đỡ anh Quang em làm tiếng này. Không, đúng ra là anh Quang anh review món ăn mới chính xác. Ngon, anh cái gì ăn ha. Ok mà. Ăn tét lưỡi luôn. Ông Thảo nó quảng cáo, nó nói anh ơi ăn tôm hầm rẻ lắm mà, cứ mua ủng hộ đi, nó không quốc người ta cho đâu. Cái 700 ngàn. 700 ngàn, 7 con. bao nhiêu anh? Khách gần triệu á, mực nhiều tôm luôn. 700 ngàn 7 con, còn mình là 400 ngàn 10 con, 11 con chứ. Tại vì mình có đẳng cấp mình mua á. Ừ, mình khéo miệng mà hay nói là... Tôm mà lớn vậy nè. Ừ, đúng rồi, còn tôm của em cứ dày dày không biết sao mà tính kỳ vậy. Con chà bá không à? Thì con của mình chà bá mà, nhưng mà cũng không, có nhưng một mà con nhỏ. Tôm của mình là lộn xộn, nó chứ không phải là một loại. Con của anh điều nha. Con anh là điều con này là thí dụ có con dày, còn có con thì nửa tay cũng dày cũng có. Mới đó giờ ăn được á, nó thí dụ có ngợp ăn được thì cũng ok, rồi sợ ăn không được. Không, con nghĩ là... Là mua kinh nghiệm. Con nhớ nghĩ đại. Là từ... không phải là ngợp cái kiểu mà mình bắt lên đâu. Tại con đó nó rất là khỏe. Khi mà nó đã ngợp rồi thì nó đã bắt trước đó. Này chắc cũng lâu rồi nó ngợp. Thì mình xác định ít nhất phải tháng trở lại là có vấn đề gì ở như trọ của mình coi. Để mấy tháng chứ... Hay là cái kéo nó cắt ra thấy bên trong thấy thịt cũng còn cắn. Chính bếp kìa. Còn biết sao, tôm á, nó thử. Mới mua chứ. Dũng ơi, bữa nào mày phải mua con tôm bự bự tao ăn cho mày quay mày Dũng ơi. Nó bỏ con tôm hầm vô luộc ăn thử liền. Được không? Ok không? Hả? Thôi okay. Tôm thôi anh. Hả? Khỏi khui. Khui chi? Nó dở khui ra, khui ra nó bị hở, cứ nên để vậy. Mua tất cả mấy con, 7 con hả? Khoảng chục con. 7 con tôm hùm. Khoảng gần 10 con tôm hùm. Khoa mẹ ăn phụ tao khoa. Không, anh em. Cái đầu tiên nó bán 4 con, sao như là nó bán thì nó cho
Alo, nghe nè. Chưa, chưa, eo gì 10 rưỡi giờ mấy anh em đang check cái rổ tôm chứ em. Trời ơi, trời, xuống đây pha ăn nãy giờ mỏ miệng rồi. Còn hai con á, còn hai con tôm hùm. Đi xuống đây là hết. Xuống đây, xuống đây. Nhanh con cấp. Quang Dũng với lại Khoa là ở đây nè. Đang tôm hùm. Ờ, xuống đây đi. Ăn tôm với Thảo ơi. Ăn tôm với Thảo ơi. Bay xuống nè. Thằng nào đi bay xuống nè. Thấy thằng Thảo. Bay xuống là còn lại vỏ tôm không? Thử dùng con tôm hùm được. Đầu lột ra. Nó muốn cho lột luôn. Có keo không? Đâu có ăn keo đâu. Không hả? Ôi. Ok, chút ra khách sạn nè, qua mượn keo cho thử con không? Ừ. Lúc thử con em coi đó là sao? Vui sơ sơ đây, tôi hẹn xuống dưới kia cái bằng xin mang keo cho con, khách sạn con. Không, chút mình ghé ngoài. Vô luộc ở đâu, luộc vô đây hả? Ừ. Vậy lúc người ta nấu nước thì sao? Chút mình rửa. Chút mình ăn có trách nhiệm mà. Phải nô say ha. Cái này cả ký à. Không có nhận hôm qua mà có cái món này thì ok nè. Không, tôi Tuấn Anh được có cắt ăn cũng được chứ đúng không em? Đọc ngang ở giữa cái móc lên là đọc lên, bên hông á. Xong rồi, đọc cái chỗ mà nó ấy. Cái này xíu nữa vậy, bên keo nó một cuốn lại ta. Ê Tuấn Anh ơi, thôi khỏi đi. Khỏi đi. Bỏ vô đây nó bự quá, không có vừa đâu. Không, có con nhỏ mà ha. Hả? Cũng có con nhỏ. Cũng có con nhỏ. Không có bịch nào thôi. Thôi thôi, dậy khỏi khu đi Tuấn Anh. Nó ra kia không có bằng keo nó để hư nữa. Ra xuống mình mua con luôn đó. Ừ. Đẹp không? YouTuber. Sao em? Đưa tiền mua lên review chứ sao em cái gì? Thằng anh. Đúng không anh Quang? Mua người ta muốn người ta đầu tư thì review hay chất lượng. Như cái này món này review người ta cười chết. Cái này rồi. Cái này review không được đâu. Cái này tôm tít để ai cho biết ăn mà ăn tôm hùm kia mà không biết. Quay lên là ta cười. Quay lên, quay lên là thằng này nó không biết ăn á, nó phải có cái kéo mà nó chơi bằng tay. Được rồi Tuấn Anh. Bỏ cứng như vậy hả? Có cái kéo á, về em lấy kéo em cắt hai bên nè. Em cầm đột được lên. Là nó ra thịt hết, thịt ra thịt mà bỏ ra bỏ. Quay tận miệng, tận cánh, ha anh chắc được lên truyền hình rồi anh Quang à. Anh từ tốt lại chứ anh Quang, anh đéo bị anh kẹp gì cơm á. Không, người ta coi thường coi mấy cái ghê ghê vậy. Thích vậy rồi. Anh giống như là anh bất chấp, ngon tuyệt vời.